Thì trong cuộc sống của mình đó, thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta có những cái gì mà nó bất trắc nhỏ nhỏ nó xảy ra không? Có chứ. Nhưng mà nếu mình không có nỗ lực thì chính những cái đó nó là cái nguyên nhân chính là nó cản trở cái việc lớn. Tuy là đáng lý ra nó nhỏ mình phải bỏ để mình đi tới việc lớn, nhưng mình thì mình thiếu cái tuệ giác để mình nhìn, thì mình bị cái nhỏ đó nó ngăn cái việc lớn của mình. Quý vị thấy mà nói vậy. Cho nên á, ở trong kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta những cái phương pháp, những cái phương pháp để chúng ta nỗ lực. Mà một trong những phương pháp để chúng ta nỗ lực đó là chúng ta phải nghe pháp. Tại vì có nghe pháp á, mình mới rõ ràng cái sự việc á, mà chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn. Ở đời này ai cũng biết hết á, nhưng mà có điều là biết đúng hay biết sai. Có nhiều khi mình vỗ ngực mình nói trời ơi tôi làm gì tôi không biết, cái chuyện đó tôi dư biết. Nhưng mà khi hỏi ra thì cái biết đó nó trật. Cho nên mình muốn mình đừng có, mình khoan xác định là cái biết của mình nó đúng. Nếu mình không có căn cứ ở trên lời Phật dạy thì coi chừng cái biết đó mình biết theo cái gì? Theo cái tri giác sai lầm của mình, theo cái nhận định sai lầm của mình, theo cái phỏng đoán của mình. Chỉ có một người ta cũng diễu thôi, ta nói trời trên đời này tôi cái gì cũng biết hết á, có cái điều tôi không biết là không biết điều thôi. Cái gì cũng biết, có cái là không biết điều thôi, thí dụ vậy. Cho nên á, Phật mới dạy mình á, theo cái luật của các thầy nha, mình đi tới đâu á, 3 ngày đầu mình là khách, đến ngày thứ tư là mình hết là khách á. Ví dụ Pháp Hòa tới chùa Tâm Quang này Hòa ở ha, ngày thứ nhất còn là khách nghe, ngày thứ hai còn là khách nè, ngày thứ ba còn là khách, nhưng mà ngày thứ tư là chúng rồi đó. Là phải thức dậy quét nhà dọn dẹp, rồi tới giờ ăn phải xuống dọn chén rồi, chứ không phải chờ nó lên ta rước ta mời đâu nhé. Tại sao vậy? Phật dạy đó là cái cách biết sống. Chúng ta biết sống như vậy, chúng ta đi tới đâu cũng được người ta thương. Và cái cách biết sống đó đó, nó cũng giúp cho mình vượt được những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì mình có những lúc mình được người ta lo, nhưng mà có những lúc tự mình phải lo. Cho nên Phật dạy á, mình đi tới đâu mình cũng phải tự mình biết rằng mình là khách 3 ngày thôi. Cũng giống như mình mới định cư ở nước Mỹ, mới đầu á, 1-2 tuần lễ đầu á, mình là khách của nước Mỹ. Chính phủ Mỹ đài thọ cho mình, hay là chính phủ Canada đài thọ cho mình. Nhưng mà sau khi mình ổn định được 2 tuần, 3 tuần, tháng rồi là mình phải bắt đầu xin việc đi làm. Mình phải tự kiếm nhà, tự mình bắt đầu bươn chải trong cuộc sống. Chứ còn khi mà chính phủ cho mình qua tới đây rồi thì người ta chỉ lo mình trong vòng mấy tháng đầu thôi. Mà khi mình không biết sống, cũng giống như một số người mà được nước Canada, ở bên các cái nước nước gì Hồi giáo đó, Canada cho qua rồi giờ bắt đầu làm khó. Ăn phải ăn ăn khách sạn thượng hạng, ở phải ở chỗ thượng hạng. Cho nên bây giờ là bắt đầu có nhiều cái chuyện nó xảy ra. Là tại vì mình không có biết. Mình nếu mình biết mình là một cái người tị nạn, người ta mở cửa qua cho mình, thì mình phải biết cách mình ứng xử như thế nào để mình nhắc tới mình mà ta còn thương được. Mình sống sao mà ta nhắc tới mình mà xương sống ta nó lạnh. Ta sợ đó là nguy hiểm. Thì có một cái bài kinh, có bài kinh Phật dạy là mình làm sao mình sống để ai cũng có nhắc tới mình là người ta thương mến mình. Ở trong đó là một cái đó, là Phật dạy là mình phải có cái sự nỗ lực ở trong vấn đề cầu tìm học hỏi giáo pháp. Cho nên có nhiều người mình sống á, mình ở đâu mình cũng phải học. Ở Mỹ mình phải học, ở Việt Nam mình cũng phải học. Mình phải học thì mình mới hiểu biết. Mà có hiểu biết á, mình sống á, thứ nhất á, là mình không có làm cho người ta cười chê mình được. Ví dụ như bây giờ cái thời buổi quý vị biết bên Canada đó, đặc biệt là cái tỉnh Pháp Hòa đang ở đó, hiện tại bây giờ đó kinh tế đang xuống, xăng nó xuống quá chừng. Mà khi mà xăng nó xuống như vậy á, là những cái hãng tiện á, những cái hãng mà người ta làm ra những cái
máy khoan rồi đó, ta không có việc làm. Có những cái hãng á, 50-70 người nhân viên hay là cả 100 nhân viên mà giờ còn có 2 người. Có những người người ta mua nhà, người ta mua xe, giờ người ta không có tiền người ta trả. Sáng người ta vô, ta để chìa khóa xe, chìa khóa nhà trả lại cho ngân hàng, người ta walk out. Ta bỏ cái nhà đó, người ta trả không nổi. Thì nếu mà mình biết rằng cái thời buổi kinh tế như vậy á, thì tự nhiên mình sẽ bớt, mình sẽ tự mình khắc phục. Giống như một đứa con sống trong nhà mà thấy cha mẹ mình bây giờ đang khó khăn tài chánh, thì mình không có đòi hỏi cha mẹ phải mua sắm cho mình những cái gì mà mình thấy không cần thiết. Thì ở đời cũng vậy. Nếu chúng ta tự hiểu mỗi người nó có một cái gì đó khó khăn, chúng ta giảm thiểu cái đòi hỏi ở nơi người đó, để cho người đó nhẹ lòng. Còn không á, thì tự nhiên mình làm nặng, bởi vì người ta không đáp ứng được thì người ta khổ, mà người ta đáp ứng cho mình ta khổ hơn. Cho nên rồi cuối cùng mình làm khổ cả hai, khổ mình và khổ người. Cho nên á, mình mà có nghe pháp á, để mình hiểu được, mình có được một cái nhận định đúng đắn, cái đó nhà Phật chúng ta gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là phải có một cái thấy đúng đắn. Mà nếu mà mình thấy không có đúng đắn á, thì mình sẽ làm cho cái đời sống của mình trở nên bế tắc. Mình thấy mình không có lối thoát, mà mình cũng làm cho người khác cũng bế tắc theo mình. Cho nên cái chánh kiến quan trọng lắm, mà đặc biệt là người Phật tử. Thưa đại chúng á, đại chúng cứ nhớ, mình tin Phật á, không phải là để Phật cho mình sức khỏe, phù hộ cho mình gia đình bình an, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Cái đó tin được, nhưng mà cái đó ở một cái mức sơ cơ, người ta chưa có học Phật, hiểu Phật nhiều. Nhưng Phật tử đi chùa lâu rồi, hiểu Phật nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta phải đưa cái niềm tin của chúng ta đi lên một cái chỗ cao hơn nữa, là học Phật để chúng ta hiểu đời sống và chúng ta sống cho an lành. Đức Đạo Phật á, dạy cho mình cái hiểu biết về đời sống để chúng ta sống một đời an lành. Thí dụ thôi, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa sửa soạn qua đây, thì Pháp Hòa biết rằng cái tiểu bang Michigan này mùa đông vẫn có tuyết, thì tự mình đi mình phải chuẩn bị gì? Cao lạnh. Rồi bước xuống đây cái nó, ủa ở đây cũng có tuyết, nó tôi tưởng nóng như Texas chứ. Cái thì ta nói trời ông nào biết gì chứ. Thường thường mình đi tới đâu, trước khi mình đến đâu mình phải biết cái chỗ đó. Mà thời buổi này nó rất là dễ, 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Trước khi Pháp Hòa qua đây á, là Pháp Hòa muốn biết là thời tiết, Pháp Hòa biết ở đây là vẫn là mùa đông giống Canada này, nhưng mà lạnh cỡ nào, chỉ cần bấm weather in Grand Rapids này nó hiện lên, nó cho mình biết trước 7 ngày luôn phải không? 7 days forecast. Thì mình biết là hôm nay là có chút tuyết nè, ngày mai trời nắng hơn, thì mình sẽ biết rằng mình sẽ cần mang áo lạnh cỡ nào. Đó, quý vị thấy không? Với thời tiết thôi, nếu mà mình biết đem một cái áo, một cái nón, một cái khăn gì đúng cái thời tiết đó, cái mình khỏe. Hồi xưa năm 99, cái thời đó thì chưa có internet gì nhiều không? Mà mình chưa biết gì hết. Nghe nói đi Texas là Pháp Hòa cứ đinh ninh rằng Texas là nóng, nón không đem, áo lạnh không đem. Ai ngờ đâu người ta mời tới đó, người ta đưa mình vô cái chùa ở trong rừng. Trong rừng rồi xong rồi cái chùa đó cho mình ở trong một cái thất. Mà cái thất đó nó có cái mền nó mỏng dánh thôi, mà cái kiểu mền ni lông á, nó đâu có giữ ấm đâu. Pháp Hòa lạnh run cả đêm không ngủ được. Mình nằm mà mình mới nói trời sao mình đi đâu không mau lạnh theo. Sáng ra lạnh quá, hỏi thầy trụ trì, thầy có áo lạnh không? Thầy cho con cái con lạnh quá, thầy đem cái áo ngủ thầy đưa. Cái áo mà thứ người ta choàng ngủ ở ngoài đời, không lẽ mình choàng cái áo nó đi sau khắp chùa sao? Thấy khổ. Và từ đó tới sau là không bao giờ đi đâu mà không mang cái áo lạnh, dù là xứ nóng xứ gì cũng phải có cái áo lạnh đi theo, tại vì thời tiết nó thay đổi bất thường. Thì nói như vậy á, thì để chưa thưa đại chúng là
ứng xử trong thế gian, hay là những cái thời tiết trong thế gian, mà mình nếu mình có được cái chút hiểu biết thì tự nhiên mình cũng đỡ mắc cỡ. Đi qua xứ này mà thấy tuyết ngạc nhiên, ủa bộ xứ này có tuyết hả? Cái nó nói ủa chứ thầy tưởng thầy đâu. Thí dụ vậy. Cho nên trong cuộc đời cũng vậy, nếu chúng ta có học Phật, có cái chánh kiến, thì những cái gì nó đến với mình á, mình không có quá đổi ngạc nhiên. À đời là như vậy. Trời sáng có một Phật tử lên thăm sớm đó. Thì Phật tử này đang có bệnh. Thì Pháp Hòa cũng có nói thôi, mình là người học Phật mình biết rồi, có thân là có bệnh mà không luận là tuổi tác. Có nhiều khi mình nghĩ, mình expect, mình nghĩ rằng phải 70-80 mới gọi bệnh, nhưng mà thưa không, có nhiều người 20-30 vẫn bệnh như thường. Và mình nhớ rằng cái thân của mình nó giống như một chiếc xe. Mình xài thì có ngày xe nó phải hư, cho nên ta kêu xe cộ. Xe thì phải cộ, tàu thì phải bè, tiền thì phải bạc, máy thì phải móc. Nó đi chung mà, máy móc, xe cộ, tàu bè. Thì không có cái gì nó, ngay cả thậm chí quý vị đi mua một cái món hàng, bên này cũng cái chiếc đó mà người ta bán 100, mà sao qua đây mình thấy nó y chang, mà sao nó còn 50 à. Mình quên nó có cái mớp ở phía sau. Lý do người ta bán rẻ là tại cái xe này nhập về nó có trầy, nó có cái gì nó trục trặc đó. Nó nếu mình không có cầu toàn nó mua được chiếc này, chiếc này được. Cho nên cái món hàng mà nó rẻ đó, đồng thời nó nằm kế bên một chiếc y hệt mà sao nó mắc hơn, nhất định cái chiếc rẻ nó phải có một cái vấn đề gì đó. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, không có cái gì mà nó không có cái duyên do của nó. Mình hiểu được như vậy á thì cuộc sống mình nó nhẹ ra. Chứ thưa đại chúng là mình sống mình nặng nề rồi mình cũng chết, mình nhẹ nhàng mình cũng chết, mà chết nhẹ nhàng khỏe hơn chết nặng nề, có phải không? Mình buồn mình cũng chết, mình vui mình cũng chết, thôi chết vui đỡ hơn chết buồn. Cho nên ta kêu là ngậm cười nơi chín suối. Chứ đâu kêu ngậm buồn cho chín suối đâu, ngậm cười nên chín suối. Mình đi xuống Cửu Tuyền mà, Cửu Tuyền là chín suối, tưởng là tượng trưng cho cái nơi chốn mà con người đi qua, gọi là chết. À, nó mà mình coi phim Tàu á, thấy không? Người nào mà một cái người tù nào mà sắp bị đi tử hình á, xử trảm á, thì trong phim Tàu làm gì? Đem cho ông mâm cơm thiệt ngon, có phải không? Kêu là làm gì? Kêu ăn đi, làm má no đỡ hơn là má đói. Thấy không? Thật ra cuộc sống này á, chết cũng phải chết cho nó an vui. Thì mình sống chết chấm dứt cái cục à, nhưng mà cũng muốn an vui thì hơn. Huống chi cuộc sống này nó nghe ngày này tháng nọ, mà chúng ta không an vui thì chúng ta sống không nổi. Nhiều khi sống nhưng mà sống lây lắm, sống qua ngày đoạn tháng. Cho nên ngày hôm qua nó chơi đó, không? Ta nói ăn đi, ăn đi, ăn cho qua bữa. Sống chờ chết. Vậy thì thưa đại chúng, mình học Phật, học là gì? Ta kêu là Phật học. Phật học là gì? Là học giáo lý. Giống như quý vị đang ngồi đây là Phật học đó. Phật học tức là những điều Phật dạy mà chúng ta phải nỗ lực chúng ta học, gọi là Phật học. Rồi sau đó chúng ta học Phật. Học Phật là gì? Cái tư cách sống. Phật học á là học giáo lý, học phương pháp. Còn học Phật á là để chúng ta trở thành một Đức Phật. Hai cái từ quý vị có nghe rõ không? Phật học và học Phật. Phật học là giáo lý, mà học Phật là học làm Phật. Học cái nhân cách, học cái từ bi trí tuệ. Tại sao Phật cũng giống mình mà Phật sống khỏe, sống vui? Còn mình cũng giống Phật, mình cũng giống Phật mà sống sống gì giống Phật? Tại vì mình chấp nhiều hơn là mình nhận. Ta kêu chấp nhận, nhưng mà bỏ chữ à, bỏ chữ chấp, bỏ chữ nhận còn chữ chấp. Chấp này là lúc này không? Chấp này là gì? Chấp này là chấp chặt, dính mắc. Còn cái chữ vậy, chấp nhận có nghĩa là mình bằng lòng. Nhưng mà đa số con người chúng ta bỏ chữ nhận dành chữ chấp. Mà chữ chấp của chúng ta trong lúc này cái nghĩa nó khác. Cái nghĩa chấp của chúng ta trong lúc này là gì? Là dính mắc.
Cho nên ví dụ cái người nào mà ta sống tâm tâm thoải mái thì gọi là gì? Ồ, cái anh đó sống chấp lắm, chấp lắm. Người ta nói câu gì anh cũng chấp, bị dính vô đó, phải dính vô đó. Còn mình sống mà mình có nhận á, khỏe hơn. Hai chữ mình nhận là nhận cái gì? Nhận là tất cả các pháp nó như thị, như thị. Thưa đại chúng, là ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam á, khi mà có một vị hòa thượng, một vị mà xuất gia mất á, trước khi đem đi hỏa táng hay đem đi chôn á, nhập tháp á, thì mình mới thỉnh một vị hòa thượng á, đạo cao đức trọng. Mà thường cái người mà ra nói cái lời khai thị phải lớn hơn cái người chết. Thí dụ cái vị mất đó, cái vị hòa thượng mất đó là 70 tuổi, thí dụ vậy đó. Có một hòa thượng lớn tuổi ở đời hơn mà lớn tuổi đạo hơn nữa, ra đứng cầm cây phất trần khai thị cho cái giác linh mà cái vị xuất gia mất đó. Nhắc nhở cuộc đời vô thường, sanh không phải thật sanh mà tử không phải thật tử. Nhắc nhở xong, như thị, như thị, như vậy đó, như vậy đó. Trân trọng, trân trọng, xin trân trọng, kính chào, kính chào. Nhắc nhở cho cái giác linh mà cái vị hòa thượng mất đó. Thì bây giờ quý vị thấy không, khi mình mất đi rồi, trước khi đi an táng cũng phải khai thị. Thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng cần được khai thị. Khai là gì? Là mở. Thị là chỉ. Khai thị tức là mở tâm mình ra và chỉ cho mình cái lẽ thật, gọi là khai thị. Trời ơi, hồi xưa giờ mình mê mờ, nhờ học kinh Phật, Phật khai thị mình hết trơn. Phật nói chấp là gốc của đau khổ. Sở dĩ mọi cái đau khổ nó sanh ra là tại mình chấp. Chấp là mình dính mắc vô đó. Nhưng mà nếu mà mình tập, không có gì mình dính hết đó. Ví dụ ha, ví dụ như quý vị ăn cơm ngày nào cũng có miếng ớt, lỡ bữa đó mình đi đến cái bữa cơm đó người ta không có ớt, mà nếu như mà mình không có chấp nhận được cái bữa cơm đó không có ớt cho mình ăn, nhưng mà ăn nuốt nó khó ăn lắm, tại vì mình cứ nghĩ phải chi có miếng ớt. Mình cứ phải chi có miếng ớt thì mình cũng lùa miếng cơm, ăn miếng cơm mà cứ đứng cứ ngồi đó, phải chi có miếng ớt, mặn lát hết trơn đồ ăn trên bàn mà xong rồi cũng nói phải chi có miếng ớt. Phải chi có miếng ớt chắc ăn tới 10 chén. Có miếng ớt, không có ớt còn có 7 chén. Cho nên á, Phật dạy mình á, một là mình phải nghe pháp. Nghe pháp để mình có cái chánh kiến. Ví dụ như mình có cái chánh kiến rồi á, mà nhớ nè, không phải năm nào mình gửi tên cầu an lên chùa rồi là năm đó mình không có bị gì hết. Nó, ủa sao đầu năm tôi có gửi tên cầu an mà sao tôi vẫn bị tai nạn? Thưa đại chúng, cầu an đó là mình đem cái ước nguyện cầu an lành cho mình, hiểu không? Để mình an tâm thôi. Nhưng mà thật sự mỗi người chúng ta sống cái phước, cái nghiệp nó có rõ ràng. Ví dụ bây giờ mình càng tu mà sao mình càng gặp nhiều khó khăn. Nó chắc tại tôi tu không đúng hay sao? Hay là tôi tu không biết có ma ám hay không mà sao tôi càng tu càng bị chướng? Dạ thưa không, người có chánh kiến sẽ hiểu rằng nhờ mình tu cho nên bắt đầu sao? Nghiệp nó giải. Nghiệp nó giải thì nó đi ra để cho mình giải nghiệp. Ví dụ bây giờ mình bị cái oan trái với ai đó, người ta không chửi mình, người ta không mắng mình, sao oan trái với mình với người đó giải được? Cho nên nhờ sao tôi đâu có nói gì nó đâu mà tự nhiên đi ngang nó xỉ vả thôi. Nhờ nó như vậy cho nên mình giải nghiệp. Mình có cái chánh kiến á, thì mình không có đổ thừa. Không có đổ thừa Phật, không đổ thừa ai hết. Cho nên Phật tử mà lỡ á, hứa cúng chùa 500 mà rồi tháng này cúng có 300, chắc tại tôi hứa cúng 5 mà tôi cúng 3 đó, cho nên tôi đi xuống tôi trật cái chân. Không phải đâu, đừng có nói vậy, tội nghiệp Phật. Không lẽ cúng đủ Phật mới cho mình khỏe mạnh sao? Nói vậy quá ra Phật ăn hối lộ, Phật thế này thế kia, cho nên không phải. Mình đi không cẩn thận mình té thôi, chứ không có gì hết. Giờ mình hứa cúng mà giờ không cúng đồng nào, Phật cũng chẳng nói gì hết. Xưa nay mình không cúng, mình cũng bình thường.
không? Rồi giờ mình có cúng là mừng rồi, cho nên cúng là mình ủng hộ cho cái nơi chốn đó. Mà thưa đại chúng là mình có cúng cho Phật đi nữa đó, mình nói là cúng chùa, đâu phải Phật hưởng đâu, Tam Bảo được hưởng, Phật Pháp Tăng có đủ. Ở đây tôi cúng Phật, ví dụ quý vị mang trái cây quý vị cúng Phật, nhưng mà trên thực tế cúng Phật ai hưởng? Mình hưởng. Cúng xong rồi hạ xuống thầy cô rồi Phật tử hưởng hết, chứ có Phật, có Phật ngồi đó Phật chịu. Mình đem lên nhiêu Phật cũng ngồi đó ok hết, món gì Phật cũng ok hết. Cho nên nói cúng Phật chứ thiệt ra là có mình trong đó. Chẳng hạn như mình nói mình cúng giỗ nha, mà thiệt sự là cúng mình nó, tại vì mình cúng toàn mấy món mình thích mà. Thích món gì mới nấu cúng, mà mình không thích bao giờ mình nấu hết trơn. Thích cà ri, thích ragu, bắt đầu mới nấu cúng. Cho nên nó cúng giỗ cho ba, cho má, cho nội, cho ngoại, chứ cúng mình phần lớn là mình cúng mấy món mình khoái mà. Đó, thành thử rõ ràng như vậy. Cái thứ hai đó, mình phải nỗ lực tu tập. Mình học Phật rồi mình phải tu. Có một vị đi đến nhà của một Phật tử, thấy người ta để cái bát hương thắp nhang đó, cắm cái hương vô. Thì cái vị đó mới nói với cái người gia chủ đó, là không có nên cắm cái hương vô cái bát nhang, không có nên cắm cái hương vào trong cái lư hương đó. Lý do là cái lư hương đó là tượng trưng cho cái sự tinh khiết của mình, mình cắm vô vậy là không đúng. Hồi nào vậy quý vị có nghe câu đó không? Không bao giờ nghe câu đó. Chẳng có cuốn kinh, cuốn sách nào nói câu đó hết. Mục đích cái lư hương là để làm gì? Để cắm nhang, để cắm hương. Mà tại sao nó là không được cắm? Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, có nhiều khi mình càng học Phật càng bị tà kiến. Cái đó là một dạng tà kiến. Tà kiến là cái thấy sai lệch, chánh kiến là cái thấy đúng đắn. Chẳng hạn như cái này quý vị gọi là cái gì? À, cái chuông là để mình thỉnh lên cho có tiếng. Tự nhiên lại thỉnh tiếng chuông, nói đừng thỉnh chuông, thỉnh chuông giờ này tội. Hỏi sao vậy? Phật đang ngủ. Tà kiến. Mình ngủ đó, mình sợ thỉnh chuông rồi động mình. Rồi mình điệu đừng thỉnh chuông. Cái chuông là để thỉnh, là nó có phát tiếng, thì mình lúc nào cần dùng thì mình cứ dùng. Thí dụ vậy. Cho nên cái một cái bát hương nó chả là cái gì hết, nó chỉ là một cái dụng cụ để chúng ta cắm cây hương. Nếu bây giờ dẹp bát hương đi, không lẽ cắm cây hương vô dĩa trái cây, nó còn coi nó còn kỳ cục nữa. Nên là cái mục đích cái lư hương là để mình cắm hương. Và cây hương là tượng trưng cho giới, giới hạnh. Cho nên mình thắp cây hương lên là nhắc nhở mình phải sống có giới hạnh, để cái hương thơm nó lan tỏa. Và để cái hương nó lan tỏa, cho nên người ta có một cái dụng cụ ta cắm cây hương. Cho nên không có lý do gì biểu người ta dẹp cái lư hương, hoặc là không được dùng lư hương. Đã bày cái lư hương ra mà không cho cắm, bày làm gì? Nói như vậy mà vẫn nói, đó là một dạng tà kiến, mê lầm. Cho nên mà không học Phật á, là không biết gì hết. Mà học Phật rồi mà không ứng dụng lời Phật thì tà kiến nó sanh. Tà kiến nó sanh. Cho nên người ta thường nói, Pháp Hòa nhắc hoài câu đó, tu mà không học là thêm lớn cái vô minh, càng tu càng vô minh, bởi vì không có học. Mà học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Tu mà không học thì vô minh, càng tu càng vô minh, bởi vì tu mà không học cho nên không biết gì hết. Tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Mình học mình phải ứng dụng, mình phải ứng dụng lời Phật, thì từ đó kinh nghiệm của mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình chỉ học lý thuyết. Học lý thuyết là vậy nè, khi nấu cơm để gạo vô rồi đông nước lên hai lóng tay, nhưng mà không bao giờ thực hiện, thì mình không có biết rằng cái đó chỉ là cái pháp nấu cơm căn bản. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà người nấu một nồi cơm hai lóng tay nấu ra nhão là biết gạo này gạo gì? Gạo mới. Thì ngày hôm sau nấu người ta bớt đi miếng nước để cơm nó không bị nhão. Tại vì có thực hành cho nên mới hiểu được cái gạo này
nấu theo cái công thức hai lóng tay là nó quá nhão, ngày mai sẽ tự giảm nước xuống để cơm nó ngon. Đó, học mà có ứng dụng, mà có ứng dụng thì có kinh nghiệm, mà có kinh nghiệm thì tà kiến nó không sanh. Còn nếu không á, ai đổ một lóng nước là đứng chỉ trích hoài thôi. Tôi đã nói là hai lóng nước, tại hồi xưa tôi học mà. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó chỉ là cái căn bản, phải không nè? Thành thử ra mình học Phật là như vậy đó. Học Phật để cho cái chánh kiến trí tuệ của mình nó sanh, mà không dính mắc vào một cái pháp nào hết, để cho chúng ta đừng bị cái chấp trước. Ở đời mình càng chấp càng khổ, càng thả mình càng nhẹ. Có nhiều khi mình cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Nhiều khi mình cố ý mình tưới hoa, nhưng mà hoa nó chết ngắt, cỏ xanh. Tại vì tưới hoa mà không biết nước nó bao nhiêu, cứ ngày nào cũng cứ chăm vô đó, mà mình không biết rằng mình chăm quá nhiều nước, bây giờ nó ối thì nó làm thối rễ. Mà mình phải biết đôi khi, cho nên hôm qua chỉ mấy chú ở chùa mà mỗi lần tưới mấy cái hoa chậu, tay này cầm cái bình nước vô đây tưới đó, mà phải lựa nha, phải dở nó ra, lựa cái chỗ nào nó không có bị cản những cái muốt, những cái lá thì nước nó không trào ra, cho nên phải để cái ngòi tưới nước đúng vào cái lõm nào mà nó trống. Bên cạnh đó phải lấy một ngón tay khác để vô, để mình cảm nhận được nước đã đầy, để mình không làm tràn. Nhưng mà chứ cầm cái bình nước tưới như vậy mà không biết là lúc nào nó đã đầy, mà con mắt thì không thèm ngó, thì làm sao nó không sanh chuyển được. Mà chỉ cần á, mình chỉnh mình ngay lúc đầu như vậy, khỏi mất công phải lau. Có nhiều khi á, mình sợ mất công này, nhưng mà ăn lát á, mình mất thời giờ còn hơn. Mà mất thời giờ không sợ, mà sợ mất công. Mà có đôi khi mình quên một điều là vừa mất công mà vừa mất thời giờ. Mất công là phải lau, mất thời giờ lau. Chỉ cần hồi nãy bên này châm nước, ngón bên này để vô để biết được nước nó đã đầy là nó không có chuyện. Mình tu cũng vậy, mình tu cũng vậy. Mình phải biết rằng nếu mình đi trên cái con đường đó nó sẽ không có vững, thì tự mình phải thúc liệt. Cho nên tại sao Phật dạy chúng ta thọ giới? Hồi sáng quý vị nghe cái lời mở đầu của bác Quan Trai không? Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được. Người muốn chứng quả vô thượng bồ đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Tại sao vậy? Tại vì mình sống mà không có rào, không có ngăn, không có cản thì nó làm sao? Nó từ lưa ra hết. Cái gì nó cũng phải có cái biên giới của nó. Thì có được như vậy cái tự nhiên mình có khuôn. Chứ quý vị thấy không? Cũng là cục bột đó đó, nhưng nhị vậy đó, mà để vào cái khuôn á, để vào cái khuôn ịnh, ụp nó ra kêu bánh quy. Mà cũng nhiêu đó đó, mà để lên cái sửng hấp thè lè ra kêu bánh ít trần. Vì nó không có khuôn. Bánh quy là nó có cái khuôn, còn không là bánh ít trần. Thật ra cuộc sống là mình phải có cái nỗ lực ở vấn đề tu tập nghe pháp. Cái thứ hai là khi mình nghe pháp vậy, mình có thường xuyên quán chiếu để mình học hỏi và thực quán. Thực quán là gì? Thực quán tức là mình quán đúng sự thật, không có mê lầm nhân quả, không có mê lầm về cái thân của mình. Thí dụ như bây giờ vị nào ngồi đây mà 60 tuổi rồi mà thấy sức khỏe giảm, nói trời sao tôi buồn quá, 5 năm trước tôi còn khỏe ghê vậy đó. Mà 5 năm trước mình nhiêu? 55, giờ 60. 5 năm là 1 năm thôi là nó đã thay đổi rồi, chứ đừng nói là 5 năm. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình bước xuống 3 nấc thang, chỉ cần mình một cái giây phút mình sơ ý thôi, trật cái chân xuống là có thể mình trật chân, mình gãy chân đó. Chỉ một cái tích tắc, hồi nãy mình còn đi khỏe thôi, và một cái tích tắc sau đi cà nhắc rồi. Thành thử ra mình quán chiếu rõ như vậy để mình thấy rằng
do mình bất cẩn thì nó sẽ xảy ra việc. Hay là cuộc đời này á, không có cái gì mình nói trước được, quá chiếu như vậy, để rồi mình không có đổ thừa ai, mình cũng trách ai, mà mình tự thấy mỗi người chúng ta có bạn, tự mình phải cái trách nhiệm với những gì mà chúng ta làm. Cho nên á, mình phải có nhận thức và quán như vậy. Rồi kế đến á, khi mình thấy mọi sự mọi việc như vậy rồi thì tự nhiên mình phải trực tiếp tham gia. Có bà thưa đại chúng là mình sống, mình đi đến đâu mà mình tự mình hòa nhập được với mọi người thì mình thoải mái hơn, mà người ta cũng nhẹ nhàng với mình, phải không? Thí dụ nãy giờ quý vị đến chùa nè, quý vị ngồi rảnh nè, quý vị thấy ngoài trước nó dơ thì quý vị quét lau, ăn cơm rồi phụ rửa chén, tụng kinh xong phụ xếp tọa cụ bồ đoàn, mỗi người một tay một việc, tự nhiên đâu nó vô đó. Cho nên cái người xuất gia cũng vậy, mình đến đâu mình ở đâu, ba ngày đầu thôi mình là khách, ngày thứ tư mình là chúng ở trong đó, mình phải có cái việc mình phải làm đối với chùa. Cho nên phải thấy cái ngôi chùa nào mình đến đó là cái ngôi tam bảo chung, chứ đừng nói chùa người ta, không có chùa nào của người ta mà cũng chẳng chùa nào của mình nữa đó. Chùa là của chúng, mình phải có bổn phận giữ gìn. Đến chùa nào mình đến đủ cái duyên, mình sinh hoạt bữa nay ở đó, dọn dẹp bữa đó, ngày mai mình không có ở đây, mình tới cái chùa khác thì mình lo ở bên đó. Tức là có ngôi tam bảo là của chung, mình phải có bổn phận. Cho nên nhà Phật gọi là chấp tác. Chấp tác là gì? Là giữ gìn công việc của mình làm. Mà mỗi một ngày mình thực hiện được như vậy coi, mình thoải mái lắm. Ví dụ như hôm nào quý vị đến đâu, quý vị ăn mà có phụ, quý vị thoải mái hơn là không phụ gì hết mà vô ăn. Nhiều khi mình cũng nói, trời ơi nãy giờ tôi không phụ gì hết á, giờ tới giờ ăn tôi có mặt. Nó dạ không sao, ăn đi rồi phụ. Bây giờ mình nghĩ rằng phụ rồi mới ăn, khổ không sao, không có trễ. Ăn rồi vẫn có chén để rửa, để phụ, chứ không có sao. Đừng, nếu mình đã quan điểm rằng cho tôi có phụ mới có ăn, không sao cả, một lát nữa ăn rồi phụ, không có sao hết. Chỉ cần cái quan trọng là chúng ta có thật tâm muốn phụ không. Nếu chúng ta thật tâm muốn phụ, đừng lo sớm hay là lo muộn, trước hay sau đều có việc để phụ hết. Ví dụ như vậy, trước khi khóa tu tôi muốn đến tôi phụ dọn dẹp, tốt, bởi vì sau đó rồi tôi bận tôi phải về gấp, vậy thì tôi có thời gian tôi tới sớm. Nhưng nếu tôi tới đúng giờ tu không sao, tại vì tu rồi cũng phải dọn. Cuộc đời nó vậy thôi, phải không? Quý vị để ý ha, trước khi Tết có dọn dẹp để ăn Tết không? Đó. Mà sau khi Tết rồi có dọn dẹp để cất không? Lo gì? Trước khi mà Christmas mà Noel nha, là phải chưng này làm kia, mặc dù lễ của cái nước. Và thưa đại chúng, cái lễ Noel nó không còn là thành ra một cái lễ của đạo Chúa nữa, mà nó là cái lễ văn hóa của nước ngoài. Mà chúng ta sống ở đây thì chúng ta hội nhập thôi. Cho nên có quý vị đều có, dù mình nhà mình không có celebrate gì hết, nhưng mà mình có ăn Noel không? Có. Đó là cái văn hóa của nước Mỹ, nước Canada, nói chung là nước ngoài. Mình đừng có mình có, bây giờ cái ngày lễ đó mình được nghỉ. Mình được nghỉ thì bạn bè, gia đình tập hợp là ăn, mời tới ăn Noel. Không, thành thử ra trước khi mình bắt đầu cũng phải làm, và sau khi xong cũng phải dọn. Cái thiện tâm, thiện chí mới cái quan trọng. Còn nếu mình muốn làm trước hay sau đều có để việc để chúng ta làm hết. Cái đó là nỗ lực. Sống vậy ai không thương. Chứ nhiều khi mình nói trời sao tôi, sao ai cũng không thương tôi hết á. Nhiều khi mình nhìn lại cái cách mình đối xử, mình hành xử, mình không được 10 thì cũng được 3-4 điểm. Cho nên hồi đó mình đi học á, đi học mà quý vị ở đây đi học lái xe đó, thường thường là mình có một cái test, nó kêu là learning test đó. Mình biết cái lái sao, thì người ta không có bắt mình phải trả lời bằng cái câu của mình, mà người ta cho mình chọn A, B, C. Đừng có bỏ trống, tại vì bỏ trống là mình mất cơ hội lấy điểm. Nhiều khi cứ khoanh. Bây giờ
không biết câu này trả lời sao, take a good guess. Tức là mình chọn một câu nào mà mình thấy khả dĩ nhất, biết đâu chừng mình vớt được 5 điểm trong đó, thí dụ vậy. Cho nên cuộc sống á, cái quan trọng là người ta thấy được mình có cái try. Khi mình đi học ở trong trường á, cô giáo thích mình á, thấy cái sự nỗ lực của mình trong cái bài đó. Tôi không biết làm bỏ qua, họ không thích vậy, họ muốn mình làm cho họ coi. Nhiều khi họ mình làm họ mới thấy được cái điểm sai của mình là ở khoảng giữa chứ không phải ở ngay lúc đầu. Và họ sẽ chỉ cho mình là sở dĩ anh sai là ngay lúc đầu anh cộng trật, thay vì cái chỗ này cộng mà anh lại trừ, nhớ trật. Cho nên người Mỹ họ vẫn thích mình try hơn là mình bỏ trống, phải không? Và khi mình cho nên trong cuộc sống cũng vậy, có một cái vấn đề khó khăn đó, mình try to solve, mình try để mà mình giải quyết một vấn đề còn họ đỡ hơn là mình bỏ trôi, tức là mình thiếu trách nhiệm. Mà khi mình cuộc sống mình mà cứ buông trôi như vậy, cứ tới hồi ăn nhào vô mà tới thấy khó ăn một cái bỏ là không được, phải không? Cho nên hồi đó Hòa có làm một bài thơ, trong đó có cái bài thơ gọi là 10 lần trót lỡ. Nếu quý vị nào vô Google, quý vị bấm 10 lần trót lỡ, trong đó có một cái lỡ. Có mấy Phật tử đọc bài thơ nói trời ơi, cuộc đời mình lỡ một cái là muốn chết, mà thầy lỡ tới 10 lần. Trong đó có một cái lỡ. Lỡ ngồi chơi một ván cờ, cớ sao lại nở ơ thờ cuộc chơi. Anh đã vô chơi một ván cờ rồi thì anh cũng phải chơi cho trọn vẹn. Nếu mình đã lỡ thành một cái người có danh nghiệp rồi thì phải sao? Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Nếu mình có là cái người có tiếng tăm trong xã hội thì trước sau gì cái chuyện người ta tị hiềm, người ta nói xấu, nói tốt, nói hành, nói mỡ, nói tiêu, nói tỏi là chuyện đương nhiên. Trừ khi nào mình không tên và cũng không tuổi. Nhưng mà ở đời mình không có tên nhưng mà nhất định sẽ có tuổi. Nhưng mà nếu mà nói cho đúng ra mình có tên và cũng có tuổi. Thí dụ mình không có nổi tiếng cả city nhưng ít nhất là mình cũng nổi tiếng nhất trong nhóm. Nếu nói cho cùng là mình cũng chẳng cần đi kiếm danh mà cũng không cần đi kiếm lợi. Tại danh lợi nếu biết nhìn mình đã sẵn có danh và đã có lợi. Chỉ có điều là mình có sống được với nó không thôi. Mà con người á, thí dụ như giờ quý vị sanh ra cha mẹ cũng liền đặt cho mình cái tên phải không? Rồi sau đó mình bắt đầu sống được một năm, giờ mình không muốn nhưng mà cuộc đời nhất định sẽ có tuổi, hết 2 tuổi, 3 tuổi và mãi đến bây giờ là 50 tuổi hay 60 tuổi. Tuổi là có rồi phải không? Hỏi có tên không? Dạ có luôn. Chẳng những có tên mà còn có nickname, biệt danh. Tư Nổ hay là Năm Chằn hay là Sáu Dữ hay cái gì đó. Tức là trong cuộc đời này thật sự nếu mà chúng ta nhìn á cho kỹ thì chúng ta vẫn thấy rằng danh và lợi mình đã có. Lợi là mỗi ngày nè, quý vị thấy không? Có cơm ăn là có lợi rồi, có xe chạy là có lợi rồi, có áo mặc là có lợi, lợi gì nữa kiếm giờ, phải không? Có sợ là sợ gì biết không? Có mà không dụng nó đúng gọi là bất lợi. Thí dụ như giờ mình có cái thân này khỏe mạnh có lợi không? Nhưng mà mình không biết dụng cái thân này đúng là bất lợi nè. Chứ làm gì mà không có lợi? Nói tôi sống tôi không làm lợi cha hết. Không, tại anh chưa học Phật, anh chưa biết thôi. Anh mà học Phật rồi là anh dụng cái thân anh lợi vô cùng. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng mình là vô dụng. Không, mình có dụng chứ mà tại mình không biết dụng mình thôi. Ví dụ nói tôi đâu có làm được gì cho ai. Làm được cho mình không? Không làm được cho ai mà con mình sanh ra mà giờ 30 tuổi rồi nè. Nuôi được đứa con thì giỏi quá rồi. Cho nên nếu mình có cái nhìn cho nó đúng đắn rồi, mình thấy trời cuộc đời mình đó, danh cũng có, lợi cũng có, không có cần phải đi kiếm gì nữa hết. Chỉ cần sống nhẹ nhàng là danh lợi có đủ. Mà hãy không sống được với nó là bất lợi. Thí dụ như vậy, mình có tiền trong nhà băng không? Mặc dù không phải là triệu phú, tỷ phú, nhưng ngàn phú chắc cũng có, trăm phú chắc cũng có vài trăm. Nhưng mà nếu mình không biết dụng vài trăm đó thì vài trăm đó bất lợi. Có 100 trong tay mà dụng nó đúng thì 100 này có lợi.
100 này xài không đúng thì bất lợi. Cho nên lợi là có, anh có biết sử dụng cái lợi đó không? Cho nên đó, tại sao mỗi ngày chúng ta tụng kinh rồi là phải tự quy y. Cái quy y mà lúc mình vô chùa mình làm lễ quy y đó, con xin quy y Phật, con xin quy pháp, quy tăng để có pháp danh đó, đó là cái tướng ngoại quy y. Nhưng mà thủy chung á, muốn hạnh phúc an vui phải trở về được nương tựa cái quy y của tự tâm. Quy y tự tâm, cho nên bữa kinh nào xong rồi cũng phải tự quy y Phật. Tự quy y Phật là con trở về với Phật ở trong con. Phật trong con là Phật sáng suốt. Con trở về nương pháp ở trong con. Pháp trong con là pháp từ bi trí tuệ. Thưa đại chúng, cái tượng Phật mà mình nói con xin quy y Phật đó, tượng đó mình làm ra mà. Mình hùng tiền là mình làm ra tượng này mà. Phải không? Như bây giờ mình quỳ mình lại cái tượng mình làm ra, đó là bên ngoài. Nhưng mà mình có cái bên trong là nhờ cái đó, nhờ cái ngoại đó đó, để mình biết mình hướng về trong. Cho quý vị thấy không? Hay lắm nha. Quý vị thấy chư tổ soạn một cái thời kinh hay lắm. Bắt đầu vô mình tụng gì? Chí tâm đánh lễ Nam Mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Như vậy là mình lại Phật, lại pháp, lại tăng ở khắp mười phương lại lại. Rồi chí tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi ai nữa? Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Toàn là Phật Bồ Tát bên ngoài hết. Đầu tiên bước đầu vào đạo là như vậy đó. Nhưng mà khi đi sâu vào đạo rồi thì trở về được với tự thánh của mình. Cho nên đầu kinh là lễ Phật ngoài, nhưng cuối kinh lễ Phật, lễ Phật trong. Thấy rõ chữ tổ sắp thời kinh không? Quý vị có nhớ thời kinh mình tụng trước khi vô tụng khai chuông mở tụng là lễ Phật, lễ chư Bồ Tát, nhưng mà toàn là những vị có tên có tuổi ở đời này nè, như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Thích Ca, rồi thí dụ vậy đó, là tượng trưng cho tam bảo ở bên ngoài. Thì mình mới bước đầu tu thì cũng vậy đó. Bước đầu vô tu là mình có tượng Phật nè, lại Phật nè, có quyển kinh mình tụng nè. Nhưng mà rồi tu càng sâu rồi, đến cuối cùng của sự tu hành là cái điểm cuối là trở về đâu? Trở về với tự tâm tam bảo của mình. Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. À, khen Phật đó. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Mình nương tựa Phật Pháp Tăng đó. Mình nói Phật là chi, Pháp là gì, Tăng là gì. Rồi cuối cùng, rồi lát rồi mình nói đệ tử nương nhờ tam bảo, tức là nương nhờ cái tam bảo bên ngoài này nè, để làm gì? Để biết tam bảo của tự tâm. Nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Mình có ba viên ngọc quý đó trong lòng mình, là sự giác ngộ là Phật, sự sống an vui là Pháp, sự hòa nhập với tất cả là Tăng. Đệ tử nương nhờ tam bảo, trên con đường học đạo biết tam bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Cho nên khi mình hiểu ra rồi, mình thấy các tổ của mình ngày xưa, tuệ giác của các ngài tuyệt vời, tuệ giác của chư tổ tuyệt vời. Chư tổ đã vì chúng ta, vì quý ngài thời đó, tự các ngài đã soạn một nghi thức để các ngài hành trì, và sau đó các ngài truyền đạt lại cho mình. Nhưng mà các ngài không phải soạn bằng một cái bình thường, mà soạn bằng cả tuệ giác.
Nhưng mà cái phần hậu lai của chúng ta làm gì đấy? Chúng ta trân trọng, hành trì, tìm hiểu để chúng ta thâm nhập được cái thâm ý của quý ngài. Mà khi mình hiểu được cái thâm ý quý ngài rồi thì mình hành trì bằng cả trái tim của mình và lòng biết ơn. Và khi mình biết ơn được quý ngài rồi thì mình sẽ nguyện tiếp nối con đường của quý ngài chứ không thờ ơ. Mình hiểu được chút, mình giảng cho ta nghe chút, cái nào chưa xác định không dám nói. Thí dụ như giờ á, mình không hiểu là cái việc đó mình phải lên thưa thỉnh với lại các vị tôn đức, hoặc là mình phải tra cứu trong kinh điển để mình biết rằng sự thật là như vậy, rồi mình mới dám nói. Cho nên sẵn đây hồi nãy qua lướt ngang trong này có một cái câu hỏi: tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng là gì đó. Thì đây nhân cái cơ hội này qua nói, khi mà mình nương tựa bên ngoài, chẳng hạn như quyển kinh, tiếng chuông, tiếng mõ, hình tượng của Phật, đó là bước đầu vào đạo. Quý vị thấy không? Bước đầu vô buổi kinh, vì mình mới vừa vô tụng kinh là tâm trí mình còn rất nhiều những cái chạy nhảy. Hồi nãy mới ăn tô bún, đang ăn mà nghe trên này thỉnh ba tiếng chuông rồi. Cho nên lật đật mặc áo tràng rồi vun rửa miệng lên tụng thời kinh, tâm ý mình chưa có hội nhập lại. Cho nên các vị bắt đầu vô bài kinh nhẹ nhẹ thôi, ba tiếng chuông, quỳ xuống chủ lễ nguyện hương, nguyện đem lòng thành kính. Trong khi đó mình không có nguyện gì hết, để chi với ông, cho mình có cơ hội mình thở thở lắng xuống. Trong khi đó chủ lễ làm việc: chủ lễ nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương. Thì trong lúc đó mình ngồi, mình tĩnh, mình quỳ, mình chắp tay, mình tĩnh lặng, tâm ý mình nhẹ nhàng theo lời sướng tụng đó. Rồi sau đó chúng ta đảnh lễ các Phật Pháp Tăng ở bên ngoài. Rồi bắt đầu chúng ta mới, khi chúng ta tĩnh lặng rồi, chúng ta biết nương tựa Phật Pháp Tăng ở bên ngoài để làm cái khung cảnh, cái hình ảnh cho mình rồi, mình ngồi xuống mình mới hội nhập mình vào cái hội đại bi của chư Phật. Cho nên tụng chú đại bi, tụng chú đại bi để đưa mình hội nhập vào cái hội của chư Phật. Cho nên Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái hội này nè, cái hội này nè, cái nhóm họp này, cái đại hội này tên là đại hội của đại bi. Và cái hội này có Phật, có Bồ Tát, có Thánh Tăng. Rồi mình tụng bài chú đại bi. Nhưng mình tụng khó tụng lắm, Nam Mô Ác Ra Na Ra Dạ Gia, rồi tại mình chưa thuộc. Chính vì chưa thuộc vậy mà cho dù có thuộc rồi cũng phải nhiếp tâm. Tại vì nếu mà tâm không nhiếp thành tâm mà tụng, tụng họ nó trật hết trơn, chữ này nó chạy qua chữ kia, chữ kia nó câu nọ nhớ qua câu kia, câu kia nhớ qua câu nọ. Cho nên cho dù thuộc chú đại bi mà tụng chú đại bi mà không hội nhập với đại bi hội thượng đó, tụng hội đá đá bên này đá bên kia, thay vì đá ra đá trật đá ra dạ da vậy, mà nó đá hồi nó trật lắc hết trơn. Ta mới có na ra cẩn trì ta bà ha, mình nhảy xuống na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, mình ăn gian mấy câu vậy. Cho nên hội nhập xong rồi bắt đầu mình đi vào trong kinh điển, tức là mình bắt đầu tiếp nhận đạo lý. Phật dạy kinh này kinh kia mình tụng, tụng nhất bài kinh chính yếu đó rồi bắt đầu tụng qua gì, tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Chi vậy? Để mở cái tuệ giác cho mình. Nè, nãy giờ anh tụng gì trong kinh đó nha, nhưng mà nhớ nha, tất cả các pháp dù chỉ là tạm dẫn cho mình đi thôi, rồi cuối cùng mình phải đi tới cái tuệ giác nhìn tất cả chỉ là tạm có duyên sanh. À, anh này nó loạn tâm quá cho nên phải chỉ anh niệm Phật. Nhưng mà niệm cái phương pháp niệm Phật lần chuỗi cũng là tạm giúp cho ảnh để ảnh tịnh tâm thôi. Mà hôm nào không thấy ảnh cầm chuỗi cũng đừng nghĩ ảnh tu dở. Có nhiều khi mình mới đầu mình vô mình lần chuỗi niệm Phật, mình thấy người khác niệm Phật không cầm chuỗi cái mình chê, mình nói anh này tu chưa đúng, niệm Phật mà không cầm chuỗi. Nhớ chuỗi là phương tiện kèm tâm. Tôi ăn chay nè, tháng 4 ngày nè, chị ăn dở hơn tôi tháng có 2 ngày.
Hồi xưa mình cũng mới có ngày mới lên được tới 4 chứ bộ. Thì giờ người ta cũng bắt đầu vô như mình, người ta 1, 2. Cho nên không có thấy được tất cả các pháp chỉ là tạm, là phương tiện thôi. Quý vị thấy cái hay, cho mình đi vào cái chánh kiến tuệ giác của Phật rồi, tại sao dứt thời kinh tụng bài Bát Nhã? Tại vì Bát Nhã là cho mình một cái tuệ giác để thấy các pháp do duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì không có thiệt, đừng chấp gì thiệt đó, tạm hết á. Ví dụ như cái hoa này giờ này nó đẹp không, tươi không đấy, tại vì nó còn đủ nước, nó còn đủ thời gian. Nhưng mà chừng tuần lễ sau quý vị sẽ lên, quý vị thấy đừng đừng ngay khi nó còn như vậy phải thấy được cái tướng không của nó. Mẹ, đẹp quá hả con? À, tạm đẹp thôi nha con, đừng hiểu rằng cái này đẹp không bao giờ thay đổi. Hoa mà nó còn thay đổi trong tuần, huống chi tâm con người. Mà Phật đã xác định với mình rồi, thân này là bất tịnh, sáng tắm chiều dơ, tâm này là vô thường, thay đổi ào ào. Hồi còn nói trên phone đó, cái tiếng em như vậy chắc anh nghĩ chắc em đẹp lắm. Tới hồi gặp rồi té ngửa. Cái anh kia gặp được chị này cũng té ngang. Bằng chứng là cái câu chuyện Chương Tri Mỹ Nương, cổ nghe tiếng sáo líu lo cao vút, cổ nghĩ rằng sáo mà hay, thổi hay thì chắc phải là người anh này, cô này nghĩ là tiếng sáo thổi hay vậy thì chắc phải là người đẹp trai, cho nên bắt đầu vọng tưởng nó sanh. Vọng tưởng, Bát Nhã Tâm Kinh dùng là vọng tưởng. Nhưng mà khi gặp được anh này rồi thì sao? Bao nhiêu vọng tưởng tiêu tan hết. Bây giờ một con người hiện thực nó không đẹp như mình tưởng. Đó, cho nên thưa đại chúng là chư tổ, quý ngài đã dùng tất cả tuệ giác của quý ngài để lại cho chúng ta. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta có cái may mắn làm con cháu của các tổ, làm con cháu của Phật, của tổ. Cho nên thưa đại chúng, mỗi lần qua đọc kinh đó, trong lòng và cảm xúc nhiều lắm. Cảm xúc là quý ngài đã đem hết tất cả tuệ giác, từ bi trí tuệ của quý ngài để nó vào trong mỗi quyển kinh đó. Khi quý ngài dịch kinh đó, là quý ngài cũng dịch, rồi quý ngài đem văn chương nhuần lại để cho cái lời văn nó gãy gọn, nó sáng nghĩa cho người sao tụng, để mà không có mê lầm. Mà bây giờ mình tụng một cách thờ ơ, tụng không có đem hết lòng, quý vị mình thấy mình phụ lòng của tổ, chứ phải tụng bằng cả trái tim của mình. Đâu phải quý ngài biết chữ Nho, chữ Hán, chữ Phạn rồi quý ngài cứ ngồi vô dịch đại đâu. Dịch xong rồi phải đọc đi, đọc tới, đọc lui, để làm sao cho cái lời văn đó nó gãy gọn mà nó sáng nghĩa. Chỉ vì một việc là để lại cho mình thôi. Mà bây giờ mình chỉ có một cái việc là đọc, rồi để tìm hiểu, để tu tập mà mình không làm. Có phải mình phụ không? Mà mình không sống được vậy thì không biết quý ngài dạy gì hết. Nó sao hồi xưa các tổ đi đâu ai cũng thương hết trơn, giờ mình con cháu các tổ mà đi đâu ai cũng ớn hết. Các ngài đi đâu người ta cũng thương là tại các ngài có sống, có tu tập. Pháp Hòa Thượng nói với mấy chú tiểu, các con không cần phải lo gì hết, chỉ cần mình tu thôi. Chỉ cần mình tu là mình không thiếu cái gì hết trơn. Tại sao nói như vậy? Khi mình có tu tập thật rồi, mình có cái gì mình cũng thấy đủ hết trơn á. Mình cái tâm tham cầu mình nó giảm đi, mà mình chỉ dụng những cái gì đúng cái nhu cầu thôi. Cái nhu cầu á nó khỏe hơn cái tham cầu. Tham cầu khổ lắm, tại vì mình muốn có nữa, mình muốn nữa cái tham cầu. Ví dụ bây giờ mình có một cái áo tràng, nhu cầu cần cái áo tràng để mặc, hỏi cần áo tràng chi à, để tôi mặc tụng kinh cho trang nghiêm. Nhưng mà giờ có người nào dưới cái áo không? Giải cà tê, giải xoa, mai kiểu Việt Nam, mai kiểu Đài Loan, ô cha, bây giờ 5-7 cái áo tràng.
Thấy rõ không? Không có tội lỗi, nhưng chỉ nhiêu đó thôi, để rồi chúng ta tự thấy rằng chính cái đó nó làm mình khổ, nếu mình không biết xả ly nó. Có cột, nhưng mà lỡ không có, không có khổ, có một cái đủ. Nếu mình có cái phước mình được 5-7 cái không có sao, không có tội lỗi gì hết. Nói như vậy có nghĩa là mình có 3 cáo tràng là tội, không phải. Nhưng mà nếu mình không có tới cái thứ hai, cái thứ ba, có một cũng vui, đó là tu đó. Thí dụ như giờ người ta có phước hơn, người ta ở cái nhà nó bự, mình cũng đừng buồn tủi nói trời ơi tôi thiếu phước tôi ở nhà này. Không, hãy nhìn cái người không có chỗ ở để rồi mình thấy mình có phước hơn họ. Có những người bây giờ ta homeless mà ta là dân ở đây, ta dân bản xứ ở đây, mình là dân tị nạn, bây giờ mình có chỗ ở, mình có job làm, mình có xe đi, mà người ta là dân bản xứ đây mà người ta trở thành homeless thì mình nghĩ đi, ai khổ hơn ai? Tự nhiên tâm mình nó nhẹ ra, cái đó gọi là quán chiếu đó. Quán là nhìn sâu, chiếu là soi rọi. Mình nhìn sâu vào hoàn cảnh của mình, rồi mình soi rọi hoàn cảnh của nhiều người khác, mình thấy mình đỡ hơn nhiều. Học Phật như vậy để rồi tâm của chúng ta thảnh thơi nhẹ nhàng trước mọi thịnh suy thay đổi của đời, sống đời an lạc. Thiên đường có mặt, cực lạc có mặt, mà không cần đợi chết mới đi đó. Cho nên nếu Pháp Hòa lần sau thí dụ ha, gặp đại chúng đây A Di Đà Phật, kính chúc bác lúc nào cũng có niết bàn. Trời, ông thầy này ông trù tôi. Niết bàn là gì? Niết bàn là khi tâm không có phiền muộn gì hết. Có phải cái chỗ đó mình muốn không? Muốn khi tâm mình không có niết bàn, không có khổ đau thì là niết bàn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa biết chắc một điều là trong đại chúng ngồi đây cũng có những người ngồi nghe pháp chứ tâm tư nó rối bời, nó nhừ tử hết. Thí dụ hôm nào mình có một cái vấn đề nan giải, coi trời ơi mình khó chịu vô cùng. Mà hôm mà khi mình tìm được ra một cái giải quyết rồi tâm nhẹ không? Trời ơi giống như bỏ xuống ngàn cân mấy ký gạch đó. Thì lúc đó mình mới thấm một cái câu kinh Pháp Cú Phật nói là sao? Không có sự vui vẻ an ổn nào bằng cái sự tĩnh lặng của tâm hồn. Khi tâm hồn không có lo lắng gì hết. Mà thưa đại chúng á, có người ta khổ con, có người khổ vợ, có người khổ chồng, có người khổ đời sống, mà khổ nào cũng khổ giống nhau hết. Nhưng mà mình không nói trời bà sao khổ giống bằng tôi. Mình dành khổ cũng dành đó nha. Khổ cũng dành đó. Tôi khổ nhất á. Tôi khổ nhất á. Khổ cũng dành. Cho nên á, mình làm đẹp một cái đạo tràng, mình làm đẹp một cái đạo tràng cũng giống như là mình làm đẹp cái tâm của mình. Người ta hay nói á, à, kính bạch quý tôn đức, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Sao trang nghiêm? Dạ đứng yên kêu trang nghiêm. Không ai nói gì hết kêu thanh tịnh. Đó là tướng ngoại phải không? Nhiều khi thấy người ta đứng yên người ta không nói, mà thiệt sự trong lòng này sao? Nói sùm. Thầy giờ mà lâu quá giờ này chưa ra. Mặc dù không nói ra lời nhưng mà trong này nó đã nói. Cho nên á, mình á, chỉ nhìn ở bên ngoài để mình luận đoán một sự việc thôi, chứ còn phải có tu mới thấy được tận ở bên trong. Vậy thì ai hiểu mình hơn hết? Mình hiểu mình. Mình mới là người hiểu mình hơn hết. Thí dụ ta nhìn mình ta nói trời ơi chị lúc này tu chắc tu hành tinh tiến lắm à. Thấy chị. Nhưng mà thiệt sự ra mình có gì không trong lòng mình biết. Có nhiều Phật tử nói trời ơi thầy bệnh tùm lum mà thầy lên thầy giảng nhìn đâu ra. Cho Phật dạy thưa đại chúng, có nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình phải đi nghe, mình phải học những cái gì nó cao xa. Nhưng mà thưa không, chính những cái cao xa nó từ cái gần. Quý vị thấy máy bay không?
trước khi mà nó lên tới cái chỗ mà cao nhất nó có thể bay, nó bay từ đâu? Bay lè phè dưới đất á, nó lại lại từ đất vậy nè, rồi nó mới lên. Rồi cho dù nó lên cỡ nào đi nữa, rồi lát nó cũng phải xuống đất. Cuộc đời cũng vậy thôi, cho nên không có gì bằng cái căn bản hết á. Không có cái gì bằng cái căn bản hết, cho nên mình là người Phật tử cứ xây dựng cái căn bản cho mình trước. Và căn bản cho mình đó là gì? Đó là tam quy ngũ giới. Phật tử phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giữ năm giới căn bản. Ý thức khổ đau do sự sát hại, giết chóc, cho nên con nguyện không giết người hại vật, không xúi biểu người khác giết, không tán đồng người khác giết. Chứ nó dạ con không có biểu, con không có giết, con chỉ không. Có nhiều khi mình nói bữa nay má ăn chay nghe con, má không có sát sanh nghe con, nhưng mà má có để con cá sẵn rồi nó lát con kho ăn. Rồi cái mình đứng rồi, con cắt kiểu này ra nè, phải không? Rồi con ướp dày nè, con nấu dày nè. Mình không ăn học, không làm, mình suối. Có nhiều khi ăn chay mà đi ngang cái nồi cá kho, kho gì không ngon con ơi. Theo kinh nghiệm của má, phải kho dày mới ngon. Phải không? Thành thí dụ bây giờ mình ăn chay, mình không quan tâm tới cái chuyện đó, con mình nó có gì vậy mà nó ốm bữa không? Không, nhưng mà cái tập khí của mình là không được. Đi ngang thấy người ta làm điều đó trật cái cũng phải nói à. Nhưng mà mình quên, cho nên tu để làm chi? Để chặn ngay cái chỗ nó vừa sinh khởi. Ngửi cái mùi cá kho này, kho chưa tới. Định vô nó nhớ trực thôi, mình ăn chay mà suối biểu gì? Kệ nó nấu gì nó ăn được nó ăn, mình không có nói mấy cái chuyện đó ngày hôm nay. Một cái ví dụ nhỏ như vậy, để rồi chúng ta sẽ chặn đứng mỗi cái tâm niệm vừa hiện khởi. Coi cái con nhỏ đó thấy ghét không, để tôi xuống tôi nói. Thì vừa được xuống đất hai nấc thang cái mình nhớ trực thôi. Mình đi chùa mà mình nói vậy nó không ngay. Hoặc là mình chưa có chuẩn bị một cái lời nói nhẹ nhàng thì không nên xuống nói thẳng như vậy. Tự nhiên mình chặn cái đó liền. Thưa đại chúng, mình tu á, học Phật á, là để cho mình có được cái đó đó. Cái chặn đứng ngay chỗ đó. Dĩ nhiên là khi mình lỡ một cái gì thì phải tìm cách tu sửa. Cái dễ thương thứ hai, thứ kế mà Phật dạy trong cái bài kinh này là gì biết không? Biết sửa những gì bị gãy, bị hư hại. Dĩ nhiên là mình sống là mình phải bảo trì, nhưng mà có những lúc do mất chánh niệm mình làm nó hư gãy thì mình biết tu sửa trở lại, cho nên sám hối. Về cái mặt hình thức là mình cái gì nó hư mình phải sửa. Thí dụ như á, mình cắm một cái bình hoa nó khuyết, nó chưa tròn, nó chưa đẹp, cái mình thêm một hai cái hoa cho nó đẹp. Mình nấu thức ăn á, mình đem vô mình thấy lạ, mình thêm tí muối cho nó mặn, hay là thêm đường cho nó ngọt. Đó là mình tu sửa nó lại. Đó là mình nói về cái mặt hình tướng bên ngoài. Còn nếu mình nói về cái tự tâm tu tập, thì chúng ta là một người dễ thương là khi chúng ta biết tu sửa những sai lầm của mình. Thưa đại chúng ấy, nhà Phật của mình dạy cho chúng ta một phương pháp sám hối. Nhưng mà sám hối không có nghĩa là lại lục cho nhiều để hết tội. Nhưng mà đó là một cái giây phút để chúng ta trở về tu sửa lỗi lầm, chặn những cái phiền não trong tương lai, chỉnh những cái sai của quá khứ và quyết lòng làm cho nó tốt hơn. Đó là cái cách phục thiện, một cái cách rất tích cực mà qua cái phương pháp sám hối. Người Phật tử phải hiểu sám hối như vậy thì chúng ta không có mê lầm trong vấn đề lại sám hối. Còn không thì mình chỉ một chiều, nghĩa là làm tội cho nhiều, lại cho nhiều cái hết tội. Hiểu như vậy, chúng ta hiểu mới cái bước đầu quá đơn giản của cái ý nghĩa sám hối. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều là đây là một phương pháp tích cực. Tích cực, thứ hết là chúng ta thấy ra cái sai của mình,
Thứ hai là quyết lòng phục thiện. Thưa không? Cho nên ta nói thay vì ngồi buồn khổ với quá khứ, tại sao không mạnh dạn tu chỉnh để làm đẹp cái tương lai? Ví dụ như quý vị bước vô cái chánh điện, quý vị nói trời ơi chánh điện gì mà dơ hầy. Thay vì mình ngồi mình cứ nói dơ hầy hoài, thì cái quan trọng là mình bắt đầu bắt tay vào việc để làm cho cái dơ hầy làm ra cái chỗ sạch bách. Chỗ đó sạch bách. Dơ hầy cũng là cái chữ thôi, nhưng mà cái chữ trước nó dơ hầy thì sẽ có cách để làm cho nó trở nên sạch sẽ. Cái đó là cái mà chúng ta cần học, cần làm theo lời của Phật dạy. Cho nên đạo Phật không hề bi quan, không hề bi quan, mà đạo Phật là đạo lạc quan. Bởi vì luôn luôn làm cho con người tươi nhuận. Cuộc sống thì làm gì không có khổ, nhưng mà phải nhận ra cái khổ để rồi chúng ta làm cho khổ thành vui. Chứ đừng có cứ có nhiều người ta hiểu con chiều à. Đạo Phật tối ngày đụng vô cái gì cũng vô thường, đụng vô cái gì cũng khổ, không có cái gì vui. Nói về tội nghiệp quá. Tại anh chỉ, một là anh không biết, hai là anh cố tình. Anh cố tình chỉ bày ra một điều tiêu cực mà anh không nói cái phần tích cực. Cũng giống như mình có một đứa con, mình thấy nó sắp sửa hư đốn thì mình phải nói ra bao nhiêu cái điều tiêu cực của sự hư đốn, rồi đối chiếu lại để cho nó có so sánh. Này, cái chỗ sai của con mà nếu con chỉ cần sửa là con được như vậy. Cho nên Đức Phật là một bậc thầy mà chỉ chúng ta cả hai việc. Thí dụ như Phật nói là thân này vô thường, bất tịnh, đồng ý không? Nhưng mà sau đó Phật mới nói chính nó vô thường, nó bất tịnh, cho nên chúng ta phải làm gì để sử dụng bất tịnh vô thường này một cách chính đáng. Ví dụ bây giờ năm nay là chúng ta thấy Hòa Thượng Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ. Sư ông năm nay là hơn 90 tuổi. Bây giờ xong bệnh, xong có nói chuyện, xong giảng được nữa. Nhưng mà trước mấy chục năm về trước, sư ông đã sử dụng cuộc đời sư ông chính đáng không? Cho nên sư ông không có gì hối hận hết. Tại vì khi xong còn khỏe, xong đã làm hết những gì mà xong có khả năng rồi. Cũng giống như sư ông làng Mai, xong Nhất Hạnh á. Bây giờ sư ông cũng không có giảng nữa, xong bệnh xong không giảng nữa. Nhưng mà sư ông đã làm hết tất cả những gì từ khi sư ông còn khỏe, còn trẻ, xong đã làm hết rồi. Bây giờ hai ngài lớn của chúng ta bệnh hết rồi. Bây giờ hai hòa thượng lớn của chúng ta bệnh hết rồi. Các ngài không còn giảng nói gì nữa hết. Nhưng mà những gì quý ngài đã làm mấy chục năm nay còn để lại cho mình đó. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Mình cũng đang đi theo những bước chân của quý ngài. Trước khi mình một ngày nào đó mình cũng sẽ già bệnh, không chừng mình còn chưa biết cuộc đời mình về sau sẽ ra sao. Thì tại sao trong thời gian mình còn làm được, mình không làm cái gì nó thiện để lại cho người sau? Cho nên đó, một chút phước lành gì mình có thể làm, thưa đại chúng cứ làm đi. Ngày hôm qua hồi sáng này đó, sư cô Như Thượng có những cái lời dẫn trước khi mà trong cái khóa lễ đó. Giới này tuy nó nhỏ nhưng mà nó hơn tất cả ngọc báo. Tại vì giới này làm cho chúng ta sanh trưởng đạo, đạo đức, công đức. Ví dụ mình có thật là nhiều tiền, nhưng mà cái nhiều tiền đó chỉ để thỏa mãn cuộc sống vật chất của mình thôi. Nhưng mà có nhiều thiệt nhiều đạo đức thì cái đạo đức đó không phải người đó hưởng, không mà biết bao nhiêu người được lấy cái đạo đức đó. Chứ cái đó đâu có lấy tiền mua được, nó chỉ ở cái chỗ tu thôi. Tiền không có mua được đạo đức, cái sự tu tập. Nhiều thí dụ nè, mình có tiền mình làm từ thiện, ta nhìn mình đạo đức phải không? Nhưng mà nếu mà cái tâm mình thiện đi với việc làm thiện nữa, đạo đức trọn vẹn. Có nhiều khi người ta lấy tiền người ta làm thiện, nhưng mà thật sự người ta kiếm danh, kiếm lợi gì đó, thì cái đó nó khuyết, nó được cái tướng thiện mà tâm nó chưa thiện. Cho nên tiền không mua được cái nội tâm bên đó, chỉ có tự tâm tu tập mà nó phát ra cái đó.
Vậy thì thưa đại chúng là mình biết sửa chữa những cái gì hư hại, nó có hai mặt đó. Quý vị đến chùa, đến đạo tràng, thấy cái gì hư mình sửa được, góp phần. Bên cạnh đó mình cũng góp phần tu sửa tự thân của mình, tự tâm của mình. Và cái nữa đó là gì? Quan trọng nhất là một vị sống mà có tu tập, có an lạc, có thảnh thơi. Cho nên mình sống làm sao mà người ta gần mình, người ta cảm nhận được sự an lạc là do mình tu tập. Mình nói chuyện như thế nào để người ta cảm thấy rằng ta không có ngọt ngạt với cái cách nói chuyện của mình. Có nhiều khi mình nói chuyện nhưng mình hay nói móc. Nói hồ mình nói móc, đôi khi người ta gặp mình người ta cũng buộc lòng ta phải nói, nhưng mà ta ngán lắm. Tại vì ta sợ hồi người ta dính mấy câu. Cho nên mình tập, người Phật tử không có nói móc, người Phật tử không có nói những cái lời mà làm cho người ta khó chịu, mà mình phải tập nói những lời cho người ta dễ chịu. Thưa đại chúng là mình học Phật đó, mình không phải nói gì cao xa, chỉ cần nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày, có sự tha thứ là bố thí. Bố thí sự buồn giận của mình là mình tha cho người ta, tha thứ cho người ta là bố thí rồi. Lời nói dịu dàng nhẹ nhàng với nhau là ái ngữ. Mình biết rõ ràng mình làm được như vậy đó là có lợi cho cả hai, gọi là lợi hành. Thí dụ như hôm nay á, chùa Tâm Quang tổ chức ngày tu học, tuy không có đông nhưng mà ít ra được mấy chục người ngồi đây có an lạc, lợi hành đó. Thấy cái gì có lợi là phải làm, chứ kiểu lợi hành. Đồng sự là sao? Đồng sự là mình cùng và hòa nhập với nhau, cùng làm một việc. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, gọi là tứ diếp pháp. Thì qua cái bài kinh này á, Đức Phật dạy có 5 điều. Chúng ta đi đến đâu để được người ta thương, người ta quý, làm 5 điều. Bây giờ qua đọc cho đại chúng, nãy giờ qua giải thích đó, nói rộng cái nghĩa, giờ đây là nguyên văn của kinh. Thành tựu 5 pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo trú tại một chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. Mình ở đâu mình thực hiện 5 điều này, mình làm cho cái chỗ đó được lợi lạc vô cùng. Thứ nhất là mình có giới, có học tập các học pháp là một rồi ha. Nghe nhiều và khéo thành tựu nhờ chánh kiến, vị ấy sửa chữa những gì bị gãy, bị hư hại. Khi đại chúng tỳ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: nay đại chúng tỳ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm phước đức. Tức là mình thấy tập hợp đông đủ mọi người, khuyến khích người ta tạo phước. Ví dụ như mình thấy cái chùa đó sắp tổ chức an cư kiết hạ, chư tăng về rất là đông, mà khi chư tăng về đông thì cần chi phí. Mình nói chị, chùa đó tổ chức an cư, anh, chùa đó tổ chức an cư cả 100 vị đó, mình là mỗi người chút mình phụ vô để cho chùa có cái phương tiện tổ chức tu học cho quý thầy. Mà thưa đại chúng, an cư ở Việt Nam đỡ tốn hơn an cư ở ngoài này. Tại sao vậy? Tại vì trong nước á, cái sự đi lại nó dễ. Ở đây quý vị thấy không, địa dư nó quá lớn rồi. Thầy nào ở tận góc kia góc nọ muốn đi là đi máy bay, phải không? Đi máy bay mà đến là phải chi phí cái này, không phải là cái đó chỉ là cái nhu cầu chứ không phải tại mình muốn vậy. Thì mình phụ vô đó. Ở đây mỗi một tuần lễ chùa cũng chi lớn lắm, dĩa giấy nè, ly giấy nè, muỗng nè, nĩa nè, giấy lau miệng nè, giấy đi cầu nè, giấy lau tay nè. Bởi vì cái nhu cầu vệ sinh ở đây ta nó phải như vậy. Cho mình, nếu mình sống ở xứ Mỹ và mình biết rằng đời sống hàng ngày của mình lặt vặt vậy chứ tốn nhiều lắm, thì mình cứ tưởng tượng ở nhà mình tốn vậy đó, thì những cái chỗ công cộng như chùa chiền tốn bao nhiêu. Thông cảm như vậy, cái tự nhiên tự thân của mình biết tiết giảm và mình biết đóng góp. Tự mình tiết giảm hà tiện, cái gì chính đáng mình chi dùng cho chùa. Ví dụ mình đến chùa mình xài một ly nước,
giấy, ly giấy. Mình biết mình ở chùa cả ngày, xài cái ly giấy đó, ghi cái tên mình lên, để mình cả ngày mình dùng, chứ đừng có 5 phút uống nước lại kéo cái ly xong rồi vất, 5 phút sau cần nước lấy cái ly nữa. Mình ở chùa nguyên một ngày xài hết 5 cái ly giấy, mà bây giờ một cái ly là 10 sen rồi. Mà mình xài 5 ly như vậy là 50 xu, mà 10 ly là 1 đồng. Mà một người như mình, hai người như mình, 100.000 người như mình thì chi phí nó tăng lên. Và khi mình chi vậy tiền là một chuyện rồi, những ly giấy đó nó tốn hàng bao nhiêu năm mới tiêu hóa được những cái chất đó ô nhiễm môi trường. Quý vị thấy càng ngày cái trái đất của mình càng nóng. Lẽ ra giờ này là mình tuyết nhiều rất lạnh, mà tại sao xứ mình bây giờ ở đây xứ tuyết xứ lạnh mà lại không lạnh, thoải mái quá, sướng quá. Nhưng mà thật sự cái đó mình chỉ nói tạm cho hiện tại, chứ nếu suy nghĩ sau đó là một cái hiện tượng không lành, không tốt. Trái đất nó quá nóng là gì đâu, vì chúng ta không biết sống. Chúng ta tiêu hủy cái môi trường sống của chúng ta, tự chúng ta tiêu hủy nó. Cho nên đừng có thấy nhiều mà chúng ta phí, cái đó không nên. Mà người học Phật á, là Đức Phật luôn luôn dạy mình không nên sống như vậy. Có nhiều cũng không phí, chỉ lúc nào Phật cũng dạy mình sử dụng cho đúng cho đủ, sử dụng cho đúng và cho đủ. Các vị hãy làm phước đức, nay là thời điểm làm các phước đức. Rồi cái thứ nữa là chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được bốn thiền không phí sức, và hiện tại lạc trú. Tức là mình có tu tập. Đại ý là nói là mình có sự tu tập, mà đạt được cái kết quả tốt càng quý nữa. Tại vì mình tu mình có kết quả, mình sẽ làm cái mẫu mực cho những người xung quanh khuyên người ta tu. Thí dụ như mình ăn chay, mình khuyên người ta ăn chay, mà mình ăn chay sao mà mỗi ngày mình thấy mình tươi tắn khỏe mạnh, trời mình xanh dờn ốm nhôm nhách, bệnh tới bệnh lui mà gặp ai kêu ăn chay hết thì tôi thấy rồi, tôi thấy tướng gì ăn chay tôi biết rồi. Đó. Rồi ta xây qua cái người là thịt bò, thịt heo, thịt gà ăn mỗi ngày khỏe không, còn chị ăn nó không quảng cáo được đồ chay. Mình khuyên người ta ăn chay, mình hỏi tướng chay của mình đó làm sao đó, thí dụ vậy đó. Thì mình tu cũng vậy, biểu người ta đi chùa đi, biểu người ta đi tụng kinh làm phước đi. Ta nói thôi, đi chùa kiểu chị tôi không đi đâu, chị cũng đâu có thay đổi gì. Người ta không nói ra, nhưng mà ta dạ dạ dạ, nhưng mà ta không làm gì hết. Tại vì ta thấy mình tu tập không có chuyển hóa. Quý vị thấy vậy. Cho nên Đức Phật dạy á, cái bài kinh rất là hay, rất là đơn giản, nhưng mà thâm sâu vô cùng, thâm sâu vô cùng. Nếu mình đọc phớt phớt vậy mình thấy đâu có gì đâu, đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà nếu chúng ta đọc bằng cái trái tim của mình và thấy nó rất thật cho cuộc sống, thì tự nhiên chúng ta có hàng trăm việc để mổ xẻ. Chúng ta có hàng trăm việc để mà nghiên cứu học hỏi cái bài kinh này. Thì Pháp Hòa chỉ đọc sơ cho đại chúng nghe. Pháp Hòa cứ đọc kinh tối khuya trong phòng, dở kinh đọc, mà bài kinh nào hay là Pháp Hòa làm dấu rồi để chia sẻ với đại chúng. Và hôm nay chúng ta học một bài kinh này ở trong tạng kinh, kinh ngắn thôi. Rồi cái đề tài đi đâu cũng được người ta thương. Giờ mình sống vậy đó, sống hội nhập được với tất cả, sống biết tiết chế, sống biết làm gì, cái gì hư thì sửa. Tự sửa vật bên ngoài, tự sửa mình đó. Vậy thôi chứ có gì đâu. Mà sống được vậy đời này hiện tại mình vui, mai mình có đi mình cũng vui. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái bài kinh ngắn này. Thì theo chương trình là sau khi buổi sinh hoạt Phật Pháp trưa nay thì chiều chúng ta có thời kinh rồi chúng ta hồi hướng. Sau đó quý vị dùng cơm rồi nghỉ ngơi, đến 7 giờ chúng ta trở lại sinh hoạt. Thì tối hôm nay chương trình sinh hoạt của chúng ta là trả lời câu hỏi. Thì Pháp Hòa đã có một vài câu hỏi ở đây rồi. Thì Pháp Hòa sẽ theo những câu hỏi này mà cố gắng giải đáp cho đại chúng. Có một cái câu hỏi
Chị hỏi tại sao chiều nay con không có lên được, không có nghe. Câu hỏi gì? Câu hỏi là gì? Kính bạch thầy, thầy có phương pháp gì giúp người mê cờ bạc không? Và con có phạm trong năm giới không? Thưa đại chúng, ở trong năm giới đó, thì khi mà mình thọ giới thì nói rất rõ: rượu chè, cờ bạc, hút sách, xì ke, ma túy. Nói chung những cái gì mà chúng ta mê ghiền để chúng ta tổn hoại đời sống hiện tại của mình, như là tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc gia đình, đều nằm trong giới thứ năm hết. Nhiều khi mình trách người kia một, nhưng mà mình phải trách mình tới 10 lần. Đôi khi mình cũng có những cái lỗi ở trong đó, là mình đã không biết giữ cái hạnh phúc gia đình mình ngay cái lúc đầu. Không phải chỉ tổn giảm tiền bạc, sức khỏe, mà nó còn tổn giảm luôn cả hạnh phúc, tình cảm trong gia đình. Chưa nói là mình bị cái sự khinh chê của con cái, của người thân. Khi con mình nó biết mình là một cái người nghiền cờ bạc thì lời nói của mình nó cũng giảm đi cái giá trị. Cho nên thưa đại chúng, cái phương pháp tự ở trong tâm mình đã có rồi. Nếu mình không biết nó sai thì tại sao mình phải lén lút? Rõ ràng mình biết nó sai mà. Mà cái mình thua ở đây là thua cái gì? Mình thua cái lòng tham của mình. Mình thua cái sự mê mà mình không thắng được nó. Chứ còn phương pháp là đã có hết rồi. Chính bản thân mình biết này là trật mà. Cái người ăn trộm họ có biết họ làm sai không? Biết. Nếu họ không biết tại sao họ phải lén lút? Rõ ràng họ biết sai, cho nên họ mới lén lút. Mà tại sao họ vẫn cứ làm? Vì biết mà cố phạm. Cho nên ở đây, nếu nói về cờ bạc có tội không? Dạ không có tội. Nhưng mà có lỗi không? Có. Cái lỗi là mình đã không biết dụng cái tiền bạc của mình đúng. Mình đã thật sự ra cái cuộc sống là nó có đủ ngành nghề, nó có đủ những cái trò chơi để giải trí. Nhưng mà người ta có tiền rừng bạc biển thì người ta giải trí kiểu đó. Còn mình là cái người đi làm mà 5 đồng 3 cọc thì mình giải trí phải kiểu khác chứ, tại sao lại phải học cái giải trí kiểu này? Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa không có biết đi ski, chơi trật tuyết ở trên núi lặn xuống, nhiều cũng chứng tỏ mình là sang trọng xứ tuyết. Leo lên đi ski té gãy tay gãy chân. Rồi mà nếu mà người ta có thương mình lắm mà người ta vô thăm lần là thôi, ta thấy đáng đời. Nghèo mà làm sang. Thật sự ở đời này á, ai cũng cần giải trí hết đó. Tại vì giải trí tức là mình làm cho mình thoải mái sau những ngày mệt nhọc. Nhưng mình phải tự lượng sức khỏe, tiền bạc, khả năng của mình ở mức độ nào để mình giải trí. Có những cái giải trí hoàn toàn mê lầm mà lúc đầu nó rất nhỏ, chẳng hạn như chơi với nhau thôi, 5 xu, 10 xu, 1 đồng, 2 đồng, nhưng mà lâu ngày nó thành cái lớn. Đây, tôi đâu có làm gì, tôi vô kéo vài cái chơi tốn 20 bạc là cùng. Nhưng mà chính cái 20 nó dẫn mình tới 20 ngàn. Số 0 không à, nhưng mà cái 0 nó bự lắm. Càng nhiều số 0 thì mình sẽ còn con số 0. Cho nên mình từ cái 0 mà mình làm ra có. Rồi có nhiều số 0 thì mình sẽ là không gì hết. Thưa đại chúng, phương pháp á, chúng ta tự quán đi. Mình nói chuyện với con, nó có còn coi giá trị lời nói mình? Mình ra ngoài xã hội, bạn bè, ta có coi trọng cái lời nói mình? Tại thường thường trong mắt của người ta, người rượu chè cờ bạc,
gì đó, gái ngốc gì đó, là đều là những người không còn uy tín. Cho nên á, tại sao Đức Phật dạy chúng ta giữ cái này? Bởi vì đây là cái nền tảng đạo đức. Đây là nền tảng đạo đức. Tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 giới. 5 cái màu này tượng trưng cho 5 châu. Và nếu 5 châu này giữ 5 cái giới này thì 5 châu an bình, cho nên 5 cái màu phía dưới. Tại sao làm 5 màu xong ở dưới này nhỏ 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 chi, tượng trưng cho sự tổng hợp. Cái lá cờ Phật giáo nó mang đầy một cái ý nghĩa tu tập chứ không phải bình thường đâu. Rồi bây giờ quý vị nhìn ha, màu xanh nó có thể là tóc của mình, ta thường thiêu tóc xanh ha. Màu vàng là gì? Da của mình. Màu đỏ là gì? Máu của mình. Màu trắng là gì? Xương của mình. Màu cam là gì? Tủy của mình. Một con người mà mình, một con người mình sống mà mình có tóc, có da, có máu, có xương, có tủy là một con người còn sống. 5 giới mà chúng ta giữ, dĩ nhiên chúng ta không phải là hoàn hảo, nhưng chúng ta cố gắng. Từ cái không biết mình còn tập cho cái biết ghiền mà, rõ ràng là do mình tập. Thế thì bây giờ phải phấn đấu, phải dũng mạnh, từ cái ghiền làm cho nó hết ghiền. Tại sao từ cái kia mình là từ cái không ghiền làm cho ghiền được? Mà một khi đã hiểu rõ rồi, như cái bài kinh đó, biết sửa cái hư, biết chỉnh cái hoại, thì chúng ta phải chỉnh từ cái chỗ ghiền hư hoại này đến cái chỗ tốt đẹp. Cái này là sự dũng mãnh. Hồi nãy qua mở đầu đó, nỗ lực. Tu là phải nỗ lực. Mình không nỗ lực là không cái gì có hết. Giống như Pháp Hòa quý vị mới nói, trời ơi thầy giỏi quá, qua đây tiếng Việt hồi nhỏ rồi gì gì, nhưng mà thiệt sự thưa đại chúng, Pháp Hòa có nỗ lực không? Phải có nỗ lực. Nếu Pháp Hòa không có nỗ lực, Pháp Hòa tu, Pháp Hòa học thì chắc cũng chẳng biết gì. Cho nên cuộc sống chúng ta là một sự nỗ lực. Rồi bây giờ trở lại, quý vị thấy bài kinh này thiết thực. Con người sống là biết, sở dĩ chúng ta, cái gia đình, cái đời sống chúng ta ổn định là chúng ta biết chỉnh cái gì hư, sửa cái gì hư. Chỉnh và sửa. Có nhiều khi chỉ cần chỉnh chút nó ngay, mà có đôi khi nó nặng nề hơn là phải sửa nó mới lành. Giống như quý vị đi xe ha, overspeed một cái là trả ticket. Lâu lâu ngó cái kim một cái nghe, nhiều khi lo nói chuyện quên, kim nó vọt lên là cảnh sát ở đâu nhảy ra liền. Cảnh sát lúc nào cũng canh mình hết. Thưa đại chúng, ma lúc nào nó cũng rình mình hết. Chỉ cần mình mất đi cái thần lực tu hành, ma nó nhập vô liền, nó lôi mình đi liền. Và thường thường ma này Đức Phật gọi là thiên ma. Quý vị biết ma nó mấy loại không? Nhiều lắm nha, mà căn bản có 4 loại. Thứ nhất là thiên ma, thứ hai là tử ma, thứ ba là phiền não ma, thứ tư là ngủ ấm ma. Thiên ma là gì? Đó, đây nè. Chẳng hạn như trước khi mà vô thành Phật ở chùa Tâm Quang là phải đi ngang cái ma ở trước đó. Cho nên chùa Tâm Quang hay lắm á, nằm ngay cái địa điểm rất hay. Thế mà ai bị nó chặn ngay đầu kia là khỏi thành Phật. Mà vượt qua được cái đó là vô đây, tâm nó sáng ra, cái tâm quang. Thấy không? Mà trước khi mà mình nhận ra được, người nào vượt qua được cái tâm tối ngoài kia vô đây tâm quang. Còn ngoài kia tâm quán. Quán là quán gà. Quán là mù quán. Cho nên mà thường thường thiên ma nó hay lắm, nó đẹp lắm, nó lộng lẫy lắm, nó có cách lắm. Nó đi ngang thấy không, nó nhào vô chớp vậy đó. Nó mấy cái đèn nó chớp, come in. Nhưng mà mình đi vô trong đó rồi là đai sun. Cho nên á, thưa đại chúng, mình có giữ giới thì mình có lợi chứ không phải Phật. Phật hoàn toàn không có lợi gì hết đó.
Nhưng mà Phật là cái người thấy, Phật thấy cái nhân, cái quả khổ. Cho nên Phật dạy chúng ta đừng gieo cái nhân khổ. Đa số chúng ta đợi nó thành quả bắt đầu rơi, cái lúc nó là nhân không chịu chỉnh. Cho nên đạo Phật cứu khổ, cứu chỗ nào? Cứu ngay cái nhân sắp sửa làm. Rồi tới hậu quả khổ cứu được không? Được. Nhưng mà trầy di tróc dễ lắm. Phật dạy cho mình, Phật có cách chỉ cho mình giải cái quả khổ, nhưng mà cực lắm, mệt lắm, mà đôi khi được không bao nhiêu. Vậy thì bây giờ ngay cái nhân khổ mình chỉnh nó trước. Pháp Hòa hay ví dụ cái này. Con cái em nó 13 tuổi, nó lên nói Pháp Hòa: thầy, bây giờ con muốn bỏ nhà con đi, con muốn đi theo bạn con sống cuộc đời lang thang, con thử rồi. Thì nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Cái Pháp Hòa mới nói: bây giờ đây là tờ giấy, thầy cầm cái hộp quẹt này nè, bây giờ con nghĩ con, thầy đố con, thầy đố tấm giấy này cháy không? Nó dạ cháy chứ. Thì Pháp Hòa bây giờ, Pháp Hòa ví dụ là nói bây giờ thầy bật cái lửa lên, thầy đốt nó, khi mà nó cháy cái thầy mới dập tắt kịp nó. Nhưng mà tờ giấy này nó còn nguyên nữa không? Mình đã biết chắc một điều là lửa đốt vào giấy thì giấy sẽ cháy. Đã biết như vậy mắc gì thử. Mà khi mà thử rồi mà dập tắt kịp, nhưng mà tờ giấy nó không trọn vẹn nữa. Có ở đời có những cái con biết rồi thì cần chi phải thử. Cho nên á, mình chưa có chứng thánh thì đừng có thử cái tâm kiểu đó. A-la-hớn, các vị mà tu chứng ta la hớn như ngày Đại Ca Diếp tu khổ hạnh vậy đó, mà nghe người hát, người ta hát nhạc mà ngài còn đứng dậy, ngài giật mà ngài nhảy mà. Nói, các vị mới lạ quá, nói trời, ngài Ca Diếp mà tu chứng thánh mà tại sao ngài còn bị Đức Phật nói? Vì đời trước ngài đã từng là gì? Vũ công. Cho nên cái tập khí nó nặng lắm. Mặc dù mình tu hành nhưng mà cái tập khí nhiều đời nó còn đó. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên thưa đại chúng, mình chưa chứng thánh mình đừng có chơi với lửa. Vì chơi với lửa là ai lỗ? Mình lỗ. Tại vì bản chất của lửa là luôn luôn là đốt cháy. Còn cái khổ là mình là người bị rủi đây nè. Trước khi Pháp Hòa đi tu á, sáng ngủ dậy cái mê cartoon. Cartoon là hoạt họa. Mà cái thời Pháp Hòa là cái tuồng cartoon Tom and Jerry đó. Trời ơi, nổi tiếng mà nó hay lắm. Sáng nào canh 7 giờ coi cái cartoon đó. Vô trong bếp bật cái lửa lên chiên trứng gà ăn bánh mì. Đổ dầu rồi lên, ở ngoài kia nó hay quá, đứng coi quên ở trong này. Tới hồi mà nghe cái mùi cháy khét á, chạy vô thấy lửa nó phật vậy nè. Mà ngu đến mức độ cầm cái chảo lửa vậy là thổi cái phù, cái lửa nó táp lên, cái nó cháy mớ tóc, cái nó rùi, cái phủi cái phẹt cái nó vô này. Đó là cái triệu chứng đi tu. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng nó cũng vậy đó. Nhiều khi mình thấy cuộc sống của chúng ta lửa là nhất định sẽ cháy. Pháp Hòa kể đây, chúng nghe ở chỗ Hòa ở đó, ba mẹ mấy đứa nhỏ đi làm mùa hè nữa đó, ở nhà treo cái màn, mà màn loại ni lông, cái màn vải mà vải mỏng mà cái loại nó có chất ni lông trong đó nhiều lắm, nó cháy nhanh lắm. Nó cầm cái bật lửa nó đốt thử cái màn coi cháy không. Quý vị biết không, nó vừa để một cái là phực lửa lên cháy, nó chạy không kịp. Cuối cùng hàng xóm phải kiếm cách đẩy tụi nó ra được, nhưng mà ba má nó đi về tới nhà là cái nhà rụi. Quý vị thấy không? Cũng vì con nó muốn thử coi màn có cháy không. Mà thưa đại chúng là mình đừng có cười mấy đứa nhỏ đó. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta không có khác gì nó hết trơn á. Mặc dù mình 70-80 tuổi hay là 50-60 tuổi mình la rầy nó, nhưng mà đôi lúc cái tâm hồn của mình nó cũng bình thường đến mức là mình thử như vậy. Thì thôi thưa đại chúng là ở đời thì cũng có, chúng ta cũng có những cái vấp phải. Ai cũng có những sai lầm. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó: ở trên đời này không có ai hoàn hảo đó. Bây giờ cái tốt nè, hiền là biết. Học bài kinh này Đức Phật nói nè: người được dễ thương là cái người biết chỉnh sửa cái gì bị gãy, bị hư.
Chỉ nhiều lúc chỉ cần mình chỉnh chút thôi là nó ngay lại liền. Giống như mình sửa cái cân á, chỉnh một chút thôi là cái cân nó ngay liền. Mình sửa cái lư hương chút thôi là cái nó ngay. Đó là chỉnh thôi, hoàn hảo chính chính, chỉnh nữa xong. Sửa là khi nào nó quá hư bắt đầu phải sửa. Cái đồng hồ, cái kim nó không đúng mình chỉnh, nhưng mà nó hư gì bên trong sửa. Ở đời này tối ngày cứ phải chỉnh và sửa. Đó là cái mình cần làm. Thì trước mắt mình hãy quán những cái điều không lành về nó. Chẳng hạn như là con cái không còn nghe lời mình, hạnh phúc gia đình mình bây giờ đã sút giảm, người thân của mình cũng không có còn coi trọng mình. Mà thưa đại chúng, cái người mà ghiền cờ bạc rồi á, từ cái cờ bạc nó sanh gì? Sanh cái giới thứ tư là nói không thật, nó dối. Rồi kế là gì? Ăn cắp, ăn trộm. Tại vì bây giờ cần tiền nên mình phải làm những cái việc khác, phải không? Và thưa đại chúng, có những người, người ta đã từng là những người giàu có, nhưng mà cũng vì cái này mà người ta sạch sẽ hết. Biết bao nhiêu mình thấy, mình nghe, mình biết hết, nhưng mà mình không có làm được gì hết, tại mình thua nó. Đây là ma đó, thiên ma nó rủ mình. Cho nên Đức Phật nói đó, làm sao để hàng phục bốn loài ma đó: ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết và ma trời. Ma trời gọi là thiên ma. Mà thiên ma tức là những cái ma nó có cách, nó nói mình, nó dụ mình. Ví dụ như hôm nay á, mặc dù trời có tuyết nhưng mà không đến nổi. Nhưng mà nếu mà mình bị thiên ma nó nói hôm nay đường trơn lắm, thấy không, mịt mù ở trơn ngoài, tu chi đâu có cần đâu, ở nhà cũng tu, lỡ có chuyện gì thì ở nhà. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là người ta nói, người ta rủ mình đi chơi, ta nói tu, tu hoài, tu mỗi tháng, ông thầy Pháp Hoài chị không nghe, bữa nay chị lên mạng cũng có vậy. Nhưng mà bây giờ đó là cái chuyện mà đi chơi này nó quan trọng, thí dụ là mình đi thôi đó. Cho nên thưa đại chúng á, khi mà mình mỗi ngày mà đi ngang từ cái đầu đường của cái casino ở đầu đường, nó tên là cái gì, ganh đó hả, ganh lake, phải không? Nó cả một cái lake súng không, chứ không phải một cái súng. Phải chi nó quanh lake, quanh ganh, chu ganh, mà này cả cái lake, cả cái hồ súng, phải không? Mình né không nổi đâu. Mình né cây này cây khác nó bắn. Ai mà né được mà vô tới đây ngồi được mấy chục người này là tu dữ dội lắm. Cho nên á, mà bây giờ ví dụ mình thấy á, giờ mình cầm trăm, mình nói để tôi vô kia tôi chơi, biết đâu tôi kiếm ngàn tôi cúng chùa. Phật không hề cần ngàn đó của mình. 100 đó cũng được, mạng trăm đó hoàn toàn trong sạch. Kiếm thêm 900 mà biết bao nhiêu nước mắt của người khác. Thiện trăm, 900 này đâu có lợi gì cho ai, phải không? Thành thử ra khóc riết thành nguyên cái lết. Và cũng có những người, người ta tự vẫn vì những cái cơ bạc. Cho nên hãy quán chiếu, hãy quán chiếu những cái điều tiêu cực khổ đau của cái giới thứ năm này, để rồi chúng ta vượt nó. Thế là chúng ta là Phật tử. Phật là gì? Là sáng. Tử là chủng tử. Chúng ta có hạt giống sáng, nhưng mà tại chúng ta không phát huy. Và bây giờ mình cứ nói làm sao cho lá cờ Phật giáo này tung bay khắp năm châu. Thôi thì bây giờ mỗi người con Phật chúng ta hãy tự giữ giới, năm cái giới này cho trọn, thì mỗi người là một lá cờ, không phất phơ dù nhỏ nhỏ, nhưng mà nếu treo đầy nó cũng rộng lắm. Thôi chiều nay mình sẽ sinh hoạt tiếp. Giờ mình Pháp Hòa hy vọng rằng qua cái câu hỏi này cũng sẽ giúp đỡ cho cái người hỏi, mà cũng như những vị khác. Thì thưa đại chúng, tu là phải nỗ lực, phải khắc phục. Pháp Hòa biết nhiều khi ghiền lắm chịu không nổi đâu. Mà thưa, cái ghiền nào cũng khổ đó. Ghiền nào cũng khổ, thậm chí ghiền tu. Ghiền tu cũng khổ nữa nghe. Tu mà không biết giờ biết giấc gì đó, mình càng tu mình càng khổ. Nhiều khi nó buồn ngủ muốn chết, gục lên gục xuống vậy đó, mà cũng trân mình ra ngồi đó tu. Hay là chuông mở in nổi lên, người trong nhà cũng khổ với cái ghiền tu của mình. Cho nên hễ cái gì mà có ghiền là cái đó có khổ.
tu làm sao mà mình quý quân bình trung bình là tốt. Giải trí ai cũng cần, nhưng mà trên đời rất nhiều thứ giải trí. Hãy giải trí cái gì trong khả năng phạm vi của mình thì giải trí nó tốt. Cái giải trí nào mà nó vượt ngoài khả năng của mình và đi đến cái thảm họa thì nó trở thành ra cái thảm trạng. Đó. Thì thôi thì quý vị đã thấy rất nhiều thảm trạng trên cuộc đời rồi. Mình không muốn mình là một thảm trạng nữa, thì cố gắng phải chỉnh sửa cái tình trạng của mình để làm cho cuộc sống mình khá hơn. Như thế gọi là Phật tử. Hay gì đó.